Tuấn chào quý anh chị nha. Ngày nay em sẽ lên cho anh em chị em mình một con Innova. Con này là 2013, xe bản đủ. Đó. Xe này thì nó trang bị những gì thì mà anh chị nào mình vào cái xe đó coi thử cái xe nha. Thì 2013 á thì nó sẽ qua cái form này. Mặt ra lăng diệp nè, đèn mắt liếc nè. Đó. Và mời anh chị mình vô cái khung xương dàn đầu nè. Đó. Xe này là không đâm đụng, không ngập nước nha quý anh chị. Đó. Đây là cục ABS trong bó cứng phanh nè, ốc capo nè, đấy, keo chỉ nè, rất là đẹp luôn nha. Xe con xe về sẵn bán, cũng như quý anh chị mình mua xe ở nhà dân thì nó khác, còn mua xe ở cửa hàng em á thì sẽ có chế độ bảo hành hậu mãi. Còn ví dụ như anh chị không ưng cái gì á thì bên em có thể làm trong mức gọi là thương lượng được nha. Đó, đây là con máy của xe nè, ốc 7 màu rồi còn nè quý anh chị. Đấy, con này trên tường nắp dàn cò nè quý anh chị, thấy không? Con này em đang bán với giá là 342 triệu nha quý chị. Con này hai mươi mấy ta, 13. Dạ, con này 23 nha. Xe thì sơn màu vàng cát rất đẹp luôn, được lên xi nhan gương nè, kính được chống dán chống nhiệt nè, đồ chơi thì đầy đủ rồi. Đã được lên cái vô lăng nè, vô lăng này giống là bản V tuner phim mới nè, xe có kem hành trình rồi nè, nó rớt rồi nè. À, kem hành trình màn hình đầy đủ rồi nha. Nội thất thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đó. Xe thì sẵn dùng cho anh em. Còn khi mà anh em mình mua xe như cối Pander này, xe chốt rồi nè, thì kiểm tra thước lái này nọ mới giao cho anh em nha. Con này bán lỗ, nhưng mà thay lớp mới rồi cho anh em luôn. Có nhiều con lỗ lắm nha anh em. Đó. Đây là quay lại con Innova 2013 nè. Đó. Thì mua một con xe thì em sẽ bảo hành máy cho quý anh chị là 1 năm nha. Bảo hành máy 1 năm kèm theo đó là thay nhớt miễn phí cho quý anh chị. Còn ví dụ như anh chị ưng á thì em sẽ làm lại một số chỗ nha. Anh chị mình coi nè. Con đi chuẩn gia đình nha anh chị, không dịch vụ, không taxi nha. À, rất là đẹp nha. Innova 2013, xe bản E đủ chuẩn gia đình. E 2013 nó sẽ có hai túi khí nha quý anh chị. Hai túi khí. Thì anh chị ưng mẫu xe này thì alo cho em ngay theo số điện thoại là 0904 80 4567 nha. Xem xe tại Dĩ An, Bình Dương. Đó, xem xe tại cửa hàng nha. Có bao chết thầy thợ tại cửa hàng hết nha. Đấy. Em bao chết thầy thợ thoải mái. Cứ dẫn theo thầy thợ hoặc người quen tới coi xe nha quý anh chị. Để mình chắc chắn là cái xe nó không đâm đụng, không gặp nước cho nó dễ nha. Đó. Là con đây thì nó tỉnh ở miền Trung, ở 36, em cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Anh chị nào mua thì ra phòng chứng ký cho nó nhanh. À, chứ nhiều khi anh chị em mình đợi hồ sơ nữa, nó lâu. À, đình tán nè. Đình tán anh chị thấy không? À, rất đẹp, không có dấu hiệu gọi là đâm đụng gì nha. À, còn keo chỉ nè, zin nè. À, 342 triệu nha quý vị. 342 triệu giá trên còn bớt, còn thương lượng thoải mái khi anh chị lại xem xe. Đấy, cái gì cũng phải là thương lượng, thuận mua vừa bán nha. Keo chỉ nè quý chị, lớp con này cũng còn rất là khá luôn, rất khá luôn nha. 345 triệu nha. Đó, tiền nào của đó nha quý chị. Xe đâm đụng thì em bán theo kiểu đâm đụng luôn. Ví dụ như con 206 này nè, xe đâm đụng thì em bán theo kiểu đâm đụng 189 triệu. Con này hồi tối là em quay lên em nói thẳng rồi, xe là có đâm đụng thì em bán theo kiểu đâm đụng. Con này tối em ăn cọc về Đắk Lắk rồi nha anh em quý chị. Rồi anh chị nó ưng mẫu xe nào thì alo cho em ngay nha. 206 này em ăn cọc về Đắk Lắk rồi nha quý chị.